Hẹ cuốn bánh tráng nè. Ôi hẹ tốt ghê luôn. Rồi tới đây đi cá. Không được. Nè, lá đinh lăng ha. Ăn rất là tốt. Ăn mình cuốn với rau sống ăn luôn vậy đó. Ăn tốt cho sức khỏe. Các bạn cây đinh lá lớp. Cuốn với thịt nướng. Bò nướng lá lớp đó. Nhưng mà giờ này cắt vô ăn sống. Vừa ăn vừa trị bệnh nha.